Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An Ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Công an tỉnh gặp mặt thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Cụm thi đua số 1 và số 3 thuộc Công an tỉnh sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm. 3 thanh niên đuối nước khi đi câu cá tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh. Cuối chuyên mục là phóng sự, Công an thành phố Đà Lạt nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trong dịp hè. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt các thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các gia đình chính sách Công an Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất vì nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ và ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Công an tỉnh đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với nước. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng 26 phần quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình chính sách Công an Nhân dân. Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Đặng Thị Chi và mẹ Nguyễn Thị Nhất. Đây cũng là hai mẹ được Công an tỉnh nhận đỡ đầu trong những năm qua. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại buổi gặp mặt, các đoàn viên cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh công an đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, những sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do. Nhân dịp này, Công an thành phố đã trao 7 phần quà của Chủ tịch nước và 4 phần quà của đơn vị cho các chiến sĩ là thân nhân các anh hùng liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Sau 10 ngày học tập với nhiều nội dung về hiện trường và công tác khám nghiệm hiện trường, dấu vết hình sự, phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong công tác khám nghiệm hiện trường, các vụ tai nạn giao thông, trộm cắp, cháy nổ, chết người. Chiều ngày 26 tháng 7, lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự do Công an Lâm Đồng phối hợp cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức đã bế mạc. 101 học viên là cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Lâm Đồng và một số quân nhân thuộc Quân khu 7 Bộ Quốc phòng đã được Học viện Cảnh sát Nhân dân cấp giấy chứng nhận. Trong thời gian học tập, ngoài việc học lý thuyết, các học viên đã được thực hành trên một số tình huống và mô hình. Ngoài ra, các học viên còn được truyền đạt các kiến thức về thu và bảo quản các loại dấu vết, đảm bảo theo đúng quy trình khoa học, tố tụng hình sự và làm hồ sơ khám nghiệm hiện trường. Lớp tập huấn được tổ chức cho lực lượng kỹ thuật hình sự chuyên trách và kiêm nhiệm ở các đơn vị nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, đảm bảo việc thu thập hiệu quả các dấu vết, tài liệu trong khám nghiệm hiện trường, từ đó giúp khám nghiệm thành công các vụ án. Cụm thi đua số 1 khối An ninh Nhân dân Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, bám sát khẩu hiệu hành động, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả do Bộ Công an phát động. Các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh 412 văn bản các loại liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc gia và 44 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó nắm tình hình và đảm bảo an toàn cho 153 đoàn đến tại địa phương. Đấu tranh ngăn chặn 7 vụ hoạt động tôn giáo trái phép, đảm bảo an ninh trật tự nhiều sự kiện liên quan đến tôn giáo. Trong đó trọng tâm là sự kiện Đại lễ Phật Đản, Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm được các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đề ra là tập trung đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động, xây dựng phong cách người Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng lực lượng, phấn đấu giành nhiều danh hiệu thi đua cao. Cụm thi đua số 3 thuộc khối xây dựng lực lượng hậu cần Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu hành động cấp trên nêu gương, đơn vị kỷ cương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả do Giám đốc Công an tỉnh phát động. Các đơn vị thuộc cụm thi đua số 3 đã tổ chức triển khai phong trào thi đua một cách sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng lực lượng. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác của từng thành viên gắn với phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm. Đại diện các đơn vị đã trao đổi nêu lên một số bài học kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện kế hoạch triển khai quyết liệt của Thủ tướng về Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7, trong 2 tháng qua, Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng đến đối tượng nữ và thanh niên, học sinh. Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo, các đơn vị đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, trưng bày 120 băng rôn, duy trì chuyên trang phòng chống mua bán người, trên trang điện tử của Sở Thông tin Truyền thông, duy trì lượng tin bài trên các báo đài, các trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, chuyên mục An ninh Lâm Đồng, chuyên mục của tỉnh Hội Phụ nữ. Nội dung tuyên truyền đã tập trung thông tin tình hình hoạt động và những thủ đoạn của tội phạm mua bán người, luật phòng chống mua bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người, chính sách hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình đối với phụ nữ. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống tội phạm mua bán người. Đáng chú ý là Hội Phụ nữ đã tổ chức thành công chương trình truyền thông phòng chống mua bán người tại huyện Đâm Rong với nội dung phong phú hấp dẫn, thu hút 200 hội viên Hội Phụ nữ và 450 em học sinh tham gia. Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Phòng An ninh Kinh tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng An ninh Kinh tế đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh. Đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc, giúp lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh kinh tế, nhất là những vấn đề nóng, bất cập. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhấn mạnh đến một số mặt công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị lực lượng an ninh kinh tế khẩn trương rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế nổi, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, tập trung lực lượng, biện pháp thực hiện hiệu quả, và yêu cầu lực lượng an ninh kinh tế phát huy tính chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh kinh tế, tập trung đổi mới tư duy biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, chủ động phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát tài sản nhà nước, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng an ninh kinh tế trong phòng ngừa, phát hiện các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Phòng Hồ sơ Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng qua, các ủy lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh đã không ngừng đổi mới công tác, đề ra nhiều biện pháp triển khai thực hiện các mặt công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu, đề xuất, ban hành nhiều chủ trương giải pháp về công tác hồ sơ gắn với công tác nghiệp vụ cơ bản, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức xử lý khai thác có hiệu quả các thông tin tài liệu để phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Đơn vị đã đăng ký hơn 4.337 hồ sơ nghiệp vụ, tiếp nhận tra cứu 17.279 yêu cầu phục vụ có hiệu quả công tác nghiệp vụ, bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát nhân sự đại hội đảng các cấp và một số yêu cầu chính đáng của công dân. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm gần đây, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên du khách thường chọn Đà Lạt là điểm đến nghỉ dưỡng cùng gia đình, bạn bè, đặc biệt là vào dịp hè. Để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự trong mùa du lịch cao điểm này, Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần tạo nên môi trường du lịch an toàn, thân thiện với du khách. Công tác quản lý lưu trú là công tác trọng tâm mà Công an thành phố đặt ra ngay từ đầu dịp hè. Ngoài việc quản lý lưu trú trực tuyến trên Internet theo quy định, thì mỗi tuần lực lượng cảnh sát quản lý hành chính sẽ phối hợp với công an các phường trực tiếp kiểm tra đột xuất các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Qua đó không chỉ nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh mà còn phòng ngừa, phát hiện các đối tượng truy nã, trộm cắp, cướp giật đang ẩn náu tại địa bàn. Đáng chú ý như vụ trộm tài sản hàng loạt tại nhiều khu biệt thự ven thành phố. Qua công tác quản lý lưu trú, Công an thành phố đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp trên địa bàn thành phố với nhiều tài sản vừa trộm được. Khi đối tượng vào thì chúng ta nên cũng coi đối tượng nó như thế nào, đủ hợp pháp mới cho ở. Mà nếu có khả nghi thì cũng phải báo cho anh em ta biết xử lý đối với đối tượng đó. Bên cạnh đó, để đấu tranh mạnh với các đối tượng hoạt động cò du lịch, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra nhiều đợt tại các bến xe, khu du lịch và các cửa hàng bán đặc sản. Qua đó phát hiện xử lý 17 đối tượng cò du lịch, xử phạt hơn 32 triệu đồng, đồng thời bắt viết cam kết và xử phạt hành chính 48 triệu đồng đối với 18 chủ cơ sở bán đặc sản không rõ nguồn gốc. Vào dịp hè, mật độ giao thông tại thành phố Đà Lạt tăng cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc tại các giờ cao điểm, đặc biệt là các nút giao thông tại các trục đường chính của thành phố như vòng xoay Cầu Ông Đạo, ngã ba Việt Anh, ngã tư Phan Chu Trinh. Để phân luồng, hướng dẫn người dân và du khách đi đúng làn đúng tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông luôn ấn trực điều tiết giao thông, bất kể thời tiết mưa hay nắng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối kết hợp với các lực lượng cảnh sát ma túy, hình sự mở nhiều đợt kiểm tra nồng độ cồn, phòng chống đua xe, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường. Lực lượng giao thông cũng đã tăng cường 100% quân số vào các ngày cuối tuần, tuần tra khép kín địa bàn, cắm chốt điều tiết hướng dẫn giao thông để làm sao mà phòng chống ùn tắc giao thông trên các địa bàn trọng điểm. Ngoài ra thì các dịp hè, một số thanh thiếu niên cũng như học sinh thường là được nghỉ hè sẽ tụ tập chơi khuya và có thường là có cái trò là nẹt bô ga, mà nếu mà không ngăn chặn kịp sẽ có xảy ra tình trạng là quậy phá và đua xe trái phép. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh, của phòng PC08 tuần tra kiểm soát trên các cái tuyến đường mà các cái đối tượng hay tụ tập, tuần tra cho đến từ 22 giờ cho đến 3 giờ sáng theo quyết định 02 của giám đốc công an tỉnh. Tại khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, nơi tập trung rất đông du khách trong suốt dịp hè 2019. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được siết chặt, các loại tội phạm đã giảm mạnh so với các năm trước. Theo số liệu thống kê, so với cùng kỳ năm 2018, lượng du khách lên Đà Lạt vui chơi tăng khoảng 2 đến 3.000 lượt khách lưu trú trên một ngày. Nên công tác đảm bảo an ninh luôn được chú trọng tăng cường. Trong đó, khu vực chợ đêm Đà Lạt, khu Hòa Bình, các tuyến đường Phan Bội Châu, Quỹ Chí Thanh, Quỹ Thị Minh Khai là địa điểm được các đội nghiệp vụ Công an thành phố Đà Lạt tập trung tuần tra 24/24 giờ. Tình trạng các đối tượng lợi dụng sơ hở du khách đông đúc hành nghề móc túi, gây rối trật tự công cộng, buôn bán ép giá du khách đã giảm mạnh so với các năm trước. Tại vì Đà Lạt là nhất là đông, thứ hai là khí hậu rất là thoải mái. Em thích nhất ở khí hậu. Đây là em chọn Đà Lạt là điểm du lịch của em. Em thấy con người ở đây là đông, nhiệt tình. Em tiếp xúc một số người là em thấy rất là hồ hởi, sẵn sàng giúp em rất là nhiều khi đi đường. Còn giao thông thì em thấy năm nay giao thông đông hơn năm ngoái rất là nhiều. Nhờ sự triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự tại thành phố Đà Lạt luôn được giữ vững. Các loại tội phạm được kéo giảm. Thực tế trên đã tạo thêm niềm tin, sự yên tâm của người dân địa phương cũng như du khách mỗi khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Lạt. Đến đây, chuyên mục An Ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.